Alo, vâng, trước khi mà trận thi đấu diễn ra thì tôi xin thông báo lại là vâng, trận thi đấu thứ nhất của siêu thứ ba thì các game thủ của chúng ta sẽ chọn lại quân. Do lúc nãy là gián đoạn nên là các game thủ quyết định là vẫn sẽ đánh lại quân như lúc nãy. Và kèo đấu của chúng ta vẫn là Four Greek đối đầu với Greek Mark. Đó là thỏa thuận của các game thủ với nhau. Trận thi đấu đầu tiên của siêu đấu thứ ba chuẩn bị được bắt đầu. Và bắt đầu rồi. Kèo cung chém thì là chém ăn. Một vô một Greek, bên kia là một Greek một Mark C. Đây là phô của chiếc đẹp dai, còn đây là Greek của BB. Các bạn hãy vâng cố gắng nghe tiếng game, đợi tôi một chút để tôi chỉnh nốt kỹ thuật. Do vừa chuyển địa điểm thi đấu nên là vâng có một chút rắc rối xảy ra. Vâng, chúng ta cũng quay trở lại trận đấu thôi. Do vâng vẫn chưa kịp lấy tiếng game, thế nên là tôi sẽ cố bình luận trận này đã, để trận sau chỉnh tiếng game sau. Click của game thủ BB. Một bài có hai voi ở đây và em đang câu nó về. Chúng ta xem chiếc đẹp dài xem nào. Ở trong trận thi đấu trước thì bài click của AB rất nhiều voi. Ở trong trận này thì em đã có quả phụ gần đây. Có hai voi về nhà. Hai voi về nhà và một bãi quả phụ gần như này thì BB bằng ép đời rất tốt. Kéo hai voi này về thành công là một bài mắc binh của click luôn. Nó đang về gần là chính của BB rồi. Như vậy là đã thành công. Vâng, giết nó. Rồi. Có đóng nguy cơ ăn quả luôn không? Một bãi vàng ở trong nhà. Bài click của Bi rất kín. Còn chip thế nào? Đây là chip. Chip kích ở 82x. Và chip đánh cúp. Chúng ta sẽ quay lại với Bi thôi. Xem Bi. Trận này click của Bi sẽ làm tất cả những gì có thể để có thể cho một bài mà Phoenician đánh cung. BM BB kín luôn cạnh 3 giờ xuống. Và BL sẽ đóng ở cái mặt chỗ cái bãi quả phụ kia. Kéo thêm một dân ra. Đây sẽ là BL. Và BM ở đây. Em lợi dụng luôn cái BL để có thể bo nhà.
Có lẽ bài này thì Bi cũng không cần xong nhiều chém, mà lên xong thì em sẽ chủ động đánh y luôn, chủ động đánh y để có thể thủ cho bài Phoenicia bên kia trước y của Maxe. Kích đời đầu 10, 10, 10, 1, 0 đến 10, 15. Vâng, vẫn chưa được. 10, 17. 2, 3 dân. Còn chip đẹp dài thì sao? Chip đẹp dài là đang đóng nhà điều kiện và sẽ là một bài đầu 11. Kích. Vâng, 11 tròn. Quay lại Bi thôi. Hai cầu thủ bên kia lên đời cũng khá sớm. Do một chút trục trặc về kỹ thuật, thế nên là vâng đã phải chuyển địa điểm thi đấu. Thành ra là trận thi đấu của chúng ta bị gián đoạn mất khoảng tầm 15 phút. Mong các bạn hết sức thông cảm sự cố ngoài ý muốn này. Và như vậy là cánh của game thủ BB là nhà của Maxe, đó là Vô Thường. Và Vô Thường thì đang chuẩn bị đóng một cái gờ để ăn vãi quả phụ thì bị ngay BB phát hiện ra. Nhưng BB cũng đang bị chọc vãi quả. Ăn một dân của Maxe. Bây giờ lên đời xong rồi. Hai giò luôn này. Vâng, hai con giò của hai game thủ bên kia đều chơi vào nhà BB. Nhận thấy là phù đã kín thì vâng BB sẽ bị chơi. Chip, chip là 27 trên 60, cung T có đẩy không? Tại sao bài kín này không xin một cung T sang hỗ trợ BB? Thôi đó là điều của anh thôi, chúng ta quay lại với BB. Xem một bài mà BB sẽ bị 2 với S1 ngay từ đầu. Khi mà nhà chip kín thì bên kia sẽ không chém, cố gắng chém vào. Còn chém chưa kịp phải e thì nó đã sinh ra mất rồi. Đây là chip đẹp dài. Vẫn chưa có gì xảy ra ở nhà anh. Hãy cẩn thận những hàng e kia thì một tơn mà phải e chém thì rất mệt. Chết con giò của ban lớp rồi. Chúng ta quay sang với Bi. Những con chém của thủ Bi nó vẫn xin ở trong, hơi đen. Thiếu một cái e. Có lẽ là nó đóng trong dân vào trong và đóng cái ruộng vào đấy. Thế là nó sẽ kín và chém nó xin ra ngoài. Vô Thường đang chém vào ruộng với một con chém. Hai dân ra ngoài và đóng y. Hay đóng gì? Đóng y rồi. Nghĩ là bài này thì cũng không phải thủ P thủ biết gì cả, bởi vì là bên kia thì có Mark C. Thủ P thành ra thừa. Chi đẹp dài. Anh bị một tơn lọt. Vâng, vẫn là cái hàng e bị vẩy e. Bàn lớp đi vào rất gắt. Như vậy là tuần này thì chị đẹp dài vẫn sẽ thủ ngon nhà của mình thôi. Nó chỉ mất tay một chút vì vấn đề là chém nó chạy lăng quăng trong nhà. Chốt thêm một cái em vào đấy đi anh. Đúng rồi. Con chém click của game thủ Văn Lớp rất khó chịu. Vẫn còn một con nữa. Tôi thấy là có hai con chém ở trong nhà cơ. Một con vẫn đang đứng ở trong góc 9 giờ ấy. Kia gặp kia. Đấy. Không phải là một con mà là hai con. Bàn lớp định làm quả du kích. Thôi chúng ta quay lại với Bi thôi. Bi đang tạt cánh sang nhà bàn lớp một tơn để giảm áp lực cho game thủ chiếc đẹp dài. Hai mươi lăm trên 32. Bi đang dắt y của mình sang.
Vâng, vô thường có thế đóng A để chuyển cung A. Thế nhưng mà bài này thì chuyển làm sao? Cái hốc bé tí thế kia làm gì có lực. Mà bây giờ lại có thêm cả cung R nữa. Y kẹp cung R đang sang đến nơi rồi. Cung R của phô. Kìa, chip hãy để ý vào. Nhưng con Y thì cứ để cho Y của B lo. Anh chủ yếu bắn dân ở trong thôi. Biết là B đã nâng giáp cho Y chưa? Bên họ đánh Y, mình phải nâng giáp cho Y nữa. Bốn mươi lăm trên 92, chúng ta có thể thấy là bây giờ thì bằng những con cung R của Phonexian nó đang lọt một tơn. Bằng đứng như này thì chém của game thủ Van Lớp sẽ thiêu hết thôi. Van chém này nó sẽ bị nó sọc chết hết, không phải lo, cung R chỉ việc bắn thôi. Anh nâng cái giáp cho cung đi, chưa bây giờ sọc đều đã, đang thiếu thực để sọc quân rồi. Bây giờ thì lọt vào ba con cung R này vào và bắn thôi. Vâng, bo như không mà. Thôi chỉ việc vào thôi. Và bên kia đã resize 1-0 cho cặp đôi Chip và Bi ở trong trận đấu thứ 3.